Không quan trọng tuổi tác, năng lực chính là chìa khóa. 57 tuổi bắt đầu khởi nghiệp, người đàn ông vẫn thành công, nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng. Khởi nghiệp chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, dễ dàng, trải đầy hoa hồng và không phải ai khởi nghiệp cũng có thể thành công. Thực tế có những người rơi vào hoàn cảnh khốn cùng sau khi đã tự kinh doanh mà không thu được bất kỳ kết quả mong muốn. Tuy nhiên có những người tưởng đã hết tuổi khởi nghiệp, tuy nhiên khi bắt tay vào làm, họ vẫn có được những thành công lớn. Dù bạn là người chuẩn bị khởi nghiệp hoặc là đã thất bại, thì blog khởi nghiệp tin rằng câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng mà blog khởi nghiệp sẽ chia sẻ ngay sau đây chắc chắn sẽ truyền cho các bạn thêm niềm tin và ý chí mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi ước mơ kinh doanh của mình nhé. Câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên diễn đàn Toutiao của Trung Quốc gần đây là những chia sẻ về tư duy kinh doanh đầy thú vị của một người đàn ông Trung Quốc tên là Thần Hồng Nghĩa. Mặc dù khởi nghiệp ở độ tuổi 57, tuy nhiên ông vẫn đạt được những thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Điều này đã chứng minh được rằng gừng càng già càng cay, tuổi tác không hề ảnh hưởng tới sự thành công. 38 tuổi bị sa thải, không ngại thử sức trong nhiều ngành nghề. Ông Thần Hồng Nghĩa, 57 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố cổ Hàm Dương, Thiểm Tây. Là con trai cả trong một gia đình gồm 5 anh chị em, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cuộc sống của ông không có gì đặc biệt khi mà cha ông là một công nhân xây dựng. Từ nhỏ, ông và các anh chị em trong nhà đã học cách trở nên ngoan ngoãn để cha mẹ có thể tập trung vào công việc và nuôi sống gia đình. Và khi trưởng thành, ông Thần Hồng Nghĩa quyết định nhập ngũ với mục đích rèn luyện sức khỏe và có một thể chất cường tráng. Sau khi hoàn thành thời gian nhập ngũ vào năm 18 tuổi, ông trở về quê hương và bắt đầu làm công nhân tại một xí nghiệp gia công cơ khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí của Trung Quốc. Ông đã gắn bó với công việc này suốt một thời gian dài và trong quá trình đó, chính bản thân ông Thần cũng cảm thấy những biến động không ổn định do sự cải cách doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra trên toàn quốc. Đến năm 2000, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành tái cơ cấu mạnh mẽ và đơn vị của ông làm việc cũng không ngoại lệ. Như một kết quả đã định trước thì ông Thần đã trở thành một trong số những nhân viên mà bị cắt giảm. Ông bị mất công việc đột ngột khi mới 38 tuổi, sau nhiều thập kỷ cống hiến tại doanh nghiệp. Ban đầu thì ông cũng cảm thấy lạc lõng và lo lắng. Tuy nhiên, bản lĩnh mà ông đã tích lũy từ thời lính đã khích lệ ông quyết tâm bắt đầu một cuộc sống kinh doanh. Ông theo đuổi đam mê của mình, ông đã quyết định đặt toàn bộ tâm huyết vào công việc trang trí quảng cáo. Và đây là một công việc không hề đơn giản đối với một người trung niên. Ông phải đối mặt với rất nhiều thách thức như là mua vật liệu, giám sát tiến độ trang trí tại nhà khách, tiến hành kiểm tra và thanh toán cùng với việc chăm sóc khách hàng. Sau đó, dựa trên gợi ý của những người bạn, thì ông Thần Hồng Nghĩa đã quyết định đến Đông Nam Á vào năm 2008 để bắt đầu kinh doanh các mặt hàng công nghiệp nhẹ. Lúc này thì những sản phẩm nhỏ như là đồ gia dụng, máy ảnh, đồng hồ điện tử, cốc giữ nhiệt, v.v. rất được ưa chuộng và ông đã có rất nhiều mối quan hệ kinh doanh hơn. Công việc kinh doanh ở Đông Nam Á cũng khá ổn định, cho phép ông mở rộng danh sách khách hàng và đối tác kinh doanh. Ở các nước tại đây, mọi người thường thích nói về công việc kinh doanh khi mà uống trà vào buổi chiều. Đồng thời thì ông cũng có cơ hội thưởng thức rất nhiều loại cà phê khác nhau và từ đó một ý tưởng thú vị và táo bạo đã nảy ra trong tâm trí của ông. 57 tuổi không phải là quá muộn để bắt đầu dồn tâm huyết vào việc kinh doanh. Sau khi thử nhiều loại cà phê khác nhau ở các quán, ông Thần luôn cảm thấy muốn khám phá và muốn tạo ra những cốc cà phê mang hương vị mới mẻ. Khi công việc kinh doanh ở Đông Nam Á bắt đầu trở nên trì trệ, thì ông quyết định không bôn ba xứ người nữa mà trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Trước khi trở về, ông không quên mua rất nhiều những quyển sách chuyên ngành về cà phê và một số những dụng cụ pha chế cà phê, sau đó tự tạo nên một góc cà phê nhỏ trên ban công với diện tích là 5-6 m². Và đó cũng là một nơi ông Thần dành thời gian để học tập và trau dồi kỹ năng pha chế. Vào năm 2013, ông Thần Hồng Nghĩa đến thành phố Vũ Hán, nơi có nền văn hóa cà phê phát triển mạnh mẽ. Để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, ông đã ghé thăm rất nhiều quán cà phê khác nhau để nghiên cứu và học hỏi. Sau đó, vào năm 2014, đam mê đã thúc đẩy ông đăng ký mở một cửa hàng trực tuyến để bán cà phê hạt.
Cuối cùng vào năm 2019, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông tìm được một địa điểm phù hợp để thuê mở bán quán cà phê riêng. Một căn nhà rộng 50-60m² tại phố cổ Trung Sơn đã trở thành lựa chọn của ông. Gia đình ông Thần mất gần 3 tháng để trang trí quán cà phê và sẵn sàng đón khách. Ngày 11 tháng 8 năm 2019, quán cà phê chính thức được khai trương, đó là thành quả của cả gia đình của ông gây dựng. Ban đầu, ông rất lo lắng về doanh thu khi quán vừa mới mở. Tuy nhiên, sau đó ông quyết định giá của sản phẩm ở mức bình dân, phù hợp với mọi người có thu nhập thấp. Rất may, sau khi khai trương, quán nhận được rất nhiều sự ủng hộ đông đảo từ phía khách hàng. Rất nhiều người khen ngợi chất lượng cà phê mà ông pha. Trong vài năm qua, ông Thần không hề có những thời gian nghỉ ngơi, an nhàn sau khi về hưu, mà tập trung toàn bộ năng lực của mình vào quán cà phê. Dù công việc có vất vả, tuy nhiên vợ chồng của ông không bao giờ cảm thấy mệt mỏi bởi sự đông đúc và ủng hộ nhiệt tình của khách hàng. Vào năm 2022, ông Thần Hồng Nghĩa tham gia cuộc thi pha cà phê quốc gia tại khu vực Tây An và giành được giải thưởng cao nhất. Điều này thực sự là một động lực lớn, làm ông yêu thích công việc này hơn bao giờ hết. Và sau công việc này, ông nhận ra một điều rằng, trước đây mình đã tự ti và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thực tế là không quan trọng tuổi tác khi khởi nghiệp, quan trọng nhất chính là năng lực. Nếu có đủ năng lực, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và tư duy kinh doanh thì bạn có thể thành công bất kể một tuổi nào. Do đó, người trẻ không nên nản lòng, hãy tiếp tục học hỏi và tích lũy kiến thức cần thiết, ấp ủ mục tiêu và kế hoạch của mình, từ từ biến chúng trở thành hiện thực. Và từ câu chuyện khởi nghiệp của nhân vật Trần Hồng Nghĩa qua video ở trên, Blog Khởi Nghiệp hy vọng rằng các bạn sẽ được tiếp thu thêm động lực để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình nhé. Chúc các bạn sớm gặt hái được thành công như là mong đợi. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.